Chim cò mẹ tự giết chết con, hành vi này có thể xảy ra trong môi trường có nguồn thức ăn khan hiếm hoặc các tác động môi trường tiêu cực. Khi chim cò mẹ đánh giá rằng nguồn thức ăn không đủ để cung cấp cho toàn bộ con non trong tổ, hoặc khi con non có dị tật hoặc bệnh tật không thể sống sót, chim cò mẹ có thể tự giết chết con non để tập trung năng lượng vào những con còn lại và cơ hội sống sót của tổng quần thể. Chiếm đoạt tổ bằng cách giết cò con trong một số tình huống Vòng mưa sinh sản các con cò khác có thể đến tấn công và giết lũ cò con trong tổ để chiếm đoạt tổ, giúp chúng có điều kiện sinh sản và đẻ trứng. cả hai tình huống này đều phản ánh sự cạnh tranh tự nhiên và cách các loài chim cò thích nghi với môi trường sống của mình.